Chào cả nhà đến với chuyện nước Mỹ của Tý nha. Tý dậy lúc hơn 4 giờ chút. Xong rồi cái đi bộ ra cái chỗ làm. Bởi vì cũng chưa có điều kiện dọn đến quán ở. Là đi bộ ra chỗ làm từ chỗ chợ vườn chuối đi ra chỗ làm. Thì cũng giống như bên Mỹ, cũng dậy sớm. Nhưng mà mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình không có được đi ra biển tắm. Mà cũng tạm thời là đi sớm thế này thì cũng thấy vui vì là cũng được đi bộ một đoạn đường phố buổi sáng rất là bình yên đúng không cả nhà. Làm gì có chuyện 4 giờ sáng ở đây nguy hiểm như mọi người hay đàm tiếu nói về cái nước Mỹ ha. Vào khuya là bắt đầu thấy nguy hiểm rồi. Khuya là bắt đầu tụi nó đua xe, tụi nó sử dụng chất kích thích rồi bắn với nhau. Việt Nam mình thì 3-4 giờ sáng thì cũng yên bình. Đi bộ trên đường đi làm, các góc phố đều không có một cái sự bất an nào cả. Người đi làm buổi sáng thì họ không có làm YouTube. Mà bữa giờ công việc cũng gọi là tạm đi vào ổn định. Nay tí trên đường đi của mình thì tí quay lại buổi sáng. Những con hẻm sâu hun hút và những người buổi sáng bán lại đường người ta cũng đã xong công việc dọn dẹp. Tí đi bộ cũng hơi nhanh ha. Đi thẳng ra đây là cái ngã tư Cao Thắng Nguyễn Đình Chiểu. Thành phố, tại thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng không? Đây là cái trường tiểu học gì mà trường tiểu học Lương Định Của. Buổi sáng nó có cái nét đẹp riêng, sáng sớm có nét đẹp riêng của buổi sáng. Nhiều cô chú anh chị sống ở Mỹ cũng muốn nhìn thấy cái thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4 giờ sáng như thế nào. Mà quả thật cái thành phố này đúng là thành phố không ngủ quá nha. Không ngủ thật. Đó. Đứng đây mấy phút cho mọi người xem. Cái ngã tư. Ở bên kia có một cái tiệm 24 tên là Circle K. Rồi. Đây là tiệm gà Texas Chicken. Sáng sớm cái anh sửa xe này, anh sửa cũng sớm ha. Anh dọn hàng ra sớm. Mình đứng phía bên này, mình quay qua cho mọi người xem toàn cảnh ngã tư Nguyễn Đình Chiểu với lại Cao Thắng. Rồi Tý cũng xin dừng video đây để dịp khác lại quay tiếp. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Chuyện Nước Mỹ của Tý.
và đây là đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu đến Cao Thắng vào lúc 3-4 giờ sáng. Bye cả nhà.